7 loại quả tốt cho bệnh nhân tiểu đường, phòng ngừa biến chứng. Dưới đây là 7 loại quả bệnh nhân tiểu đường có thể yên tâm ăn, vừa giúp hạ đường huyết lại còn giúp phòng ngừa nhiều biến chứng nguy hiểm. Không gì tuyệt vời bằng việc thưởng thức những miếng hoa quả tươi mát vào bữa sáng. Tuy nhiên, bệnh nhân tiểu đường gần như hoàn toàn không dám ăn hoa quả vì sợ lượng đường từ trái cây sẽ làm tăng đường huyết. Theo chuyên gia dinh dưỡng phe GZ Khan, Zekhan, RD, đồng thời là huấn luyện viên sức khỏe tại Mỹ, cho biết nhiều bệnh nhân tiểu đường lo lắng ăn trái cây sẽ làm hại đường huyết. Tuy nhiên, đường phở gác tâu và glucose tự nhiên có trong trái cây rất khác với đường bổ sung có trong đồ ngọt như kem, bánh quy và nước ngọt. Người bệnh không nên loại bỏ hoàn toàn trái cây khỏi chế độ ăn vì chúng cung cấp các vitamin và khoáng chất quan trọng, đồng thời nó cũng có chất xơ, làm trì hoãn tốc độ tiêu hóa thức ăn, từ đó làm chậm quá trình hấp thụ đường và kiểm soát lượng đường trong máu. Ngoài ra, chế độ ăn có đủ trái cây và rau quả cũng có thể làm giảm nguy cơ béo phì, đau tim và đột quỵ có liên quan đến bệnh tiểu đường loại 2. Dưới đây là 7 loại trái cây mà người tiểu đường có thể ăn, ngay cả người khỏe mạnh cũng nên tích cực tiêu thụ để đảm bảo sức khỏe tốt hơn. 7 loại quả tốt cho bệnh nhân tiểu đường. 1. Quả táo. Táo là loại trái cây rất giàu chất xơ và tin có thể điều chỉnh lượng đường trong máu của cơ thể một cách hiệu quả. Chất tin trong táo còn có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong máu, phòng ngừa biến chứng tim mạch do tiểu đường rất tốt. Vì vậy, ăn một quả táo mỗi ngày là cách để người tiểu đường đảm bảo sức khỏe. 2. Quả kiwi quả kiwi rất giàu khoáng chất, canxi, phospho, sắt, CAZOTEN và nhiều loại vitamin. Sau khi tiêu thụ kiwi, cơ thể sẽ nhận được rất nhiều lợi ích cho hệ miễn dịch. Nhất là trong quả kiwi có chứa lượng cờ rong dồi dào, chất này có thể kích thích tế bào sản xuất insulin từ đó làm giảm lượng đường trong máu, rất có lợi trong việc điều trị bệnh tiểu đường. 3. Dâu tây Chứa đầy chất chống oxy hóa, chất xơ và vitamin C, dâu tây là một lựa chọn tuyệt vời cho bệnh nhân tiểu đường ngoài ra dâu tây còn chứa nhiều vitamin a có tác dụng ngăn ngừa các bệnh về mắt do bệnh tiểu đường gây ra 4. quả bưởi các nhà khoa học thuộc đại học hebrew isagen và bệnh viện đa khoa MASSACHUSETTES, -E -E mỹ trong các tép bưởi có thành phần tựa như insulin giúp hạ đường huyết nên phòng ngừa được bệnh tiểu đường chưa kể bưởi cũng chứa chất N-A-G-I-N-G-E-N-I-N, -E -N -N, chống oxy hóa giúp gan đốt cháy lượng mỡ thừa đồng thời kiểm soát lượng đường trong máu tốt cho bệnh nhân tiểu đường 5. mâm sôi nhờ có chứa hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào mà mâm xôi là lựa chọn tuyệt vời cho bệnh nhân tiểu đường. Những quả mâm xôi mọng nước có hàm lượng chất xơ cao hơn gấp đôi so với dâu tây. Chất xơ làm trì hoãn tốc độ tiêu hóa thức ăn, từ đó làm chậm quá trình hấp thụ đường, vì thế rất lành mạnh với người có đường huyết cao. Bảy cách làm mát cơ thể, ngủ ngon suốt đêm, khỏe khoắn hơn mà không cần bật điều hòa. 6. Quả lê. Lê là một trong những loại quả chứa lượng nước nhiều nhất, cụ thể là 84% Loại quả này cũng được các chuyên gia khuyên rằng cực kỳ có lợi với bệnh nhân tiểu đường, nguyên do là vì chúng làm tăng độ nhạy insulin trong cơ thể và có mức đường huyết thấp. 7. Anh đào cherry. Trong cherry chứa chất ANTHOCYANIDIN có thể làm tăng insulin. Hoạt chất này có tác dụng chuyển hóa GLUXIT, glucose có trong máu nên dễ dàng giảm thiểu đường huyết cùng các tác nhân gây ra bệnh tiểu đường. Do đó, người tiểu đường ăn quả cherry điều độ rất tốt cho quá trình điều trị bệnh.